Và hello, xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mà để ấp trứng để nó thành thú cưng đi theo mình ha. Thì đầu tiên thì nếu như các bạn muốn mua trứng ở đâu á thì các bạn sẽ vào trong cửa hàng pet nha. Đây, để mình đi vào cửa hàng pet cho bạn ha. Đây, để mua trứng thì nó có 4 loại trứng nha các bạn. Để mình vô để cho bạn xem 4 loại trứng loại bằng kim cương, loại thường đó, loại kim cương, loại mắc tiền, loại mèo nè đó. Còn bên đây là loại chó đó, còn loại thường nè, đây là loại thường thì giá 2.000, chó, mèo, lợn đó các bạn. Các bạn có thể mua mấy con này đó, xong nó sẽ cho bạn cái trứng các bạn ạ. Okay, đây cũng vậy, đây cũng là dạng trứng cao cấp các bạn, là bằng kim cương ấy. Rồi sau khi bạn mua một cái trứng nào đó xong rồi mình sẽ đi về nhà của các bạn nha. Thì ok, bây giờ mình cùng đi về nhà. Rồi sau khi về nhà các bạn sẽ ấn vào cái ứng dụng điện thoại nè, sau đó bạn lướt xuống là bạn là cái phần nội thất nè bạn, cửa hàng nội thất ấy nè, các bạn ấn vào. Thì trong này sẽ có cái dấu chân của con mèo, con chó này nè bạn. Đây là nội thất thú cưng. Bạn bấm vào phần hàng rào thú cưng. Thì đây, hàng rào 1 trứng, 2 trứng, 3 trứng. Đó, nó sẽ cân tiền lên. Và hàng rào bên này là 1 trứng nè. Đó, thì mình sẽ tặng cho các bạn một cái code. Cái code để nhập vào để nhận được cái hàng rào này nha. Và hai bịch thức ăn cao cấp. Bịch đó là mua bằng kim cương các bạn. Cái code này các bạn nhập vào để nhận mấy này để không phải tốn tiền ha. Ok, thì mình khi mà mình nhập á nó sẽ có sẵn trong cái này, cho nên mình sẽ đặt ra, mình không cần mua nữa đó. Bây giờ mình sẽ đặt ra cho bạn xem ha. Ở trên có một cái phần mà xây cái nhà nè, các bạn ấn vào kho lưu trữ đó. Cái này mình nhập code rồi cho nên có cái này nha. Rồi mình sẽ di chuyển qua cái bên cái chuồng cũ của mình đi đó. Bây giờ mình sẽ đập cái chuồng cũ để lấy lại cái trứng ha. Mình sẽ đập lại cái chuồng cũ để lấy lại cái trứng. Để làm cho bạn thử cho bạn xem. Ok, mình đập rồi các bạn. Khi mà mình lại gần sẽ có một cái dấu mèo hiện lên. Các bạn ấn vào. Thì đây nè. Đó, dấu mèo á. Bạn có là trứng thường nè. Khi mà mình mua trứng thì nó có trứng, mình sẽ đặt vào. Đó. Sau khi đặt vào thì lại gần thì ở trên đầu nó có cái tim nè các bạn. Cái khi mà nhập code nè. Cái này là mua bằng kim cương đó các bạn, nhưng mà nhập code được hai bịch này thì mình mua, chỉ cần cho nó ăn một bịch thôi là mình nó sẽ thành con mà lúc đầu mình mua. Còn không thì các bạn mua mấy bản này bằng tiền đó các bạn, sữa hay là chơi bóng đâu nè đó, nhưng mà nó sẽ lâu hơn. Thì mình sẽ cô quảng cáo nữa, chừng nào đủ 50 tim thì nó sẽ nở ra đó. Đây bây giờ mình cho nó uống sữa nha đó, mình sẽ cô quảng cáo để nó được 5 tim. Ok, mình xem quảng cáo xong rồi các bạn. Đó, nó được 5 tim đó. Khi mà nó đầy cái cây này nè, đầy 50 tim thì nó sẽ nở thành cái con mà con mèo nè. Con mèo là mình cho ăn xong rồi các bạn, cho nên nó nở rồi. Rồi, mình đã hướng dẫn cho các bạn cách mà ấp trứng. Thì chào các bạn nha. Thì chúc các bạn xem video vui vẻ. Và nhớ xem kỹ để nhận được quà ha. Ok, và nhớ nhập code để không phải mua thức ăn và mua chuồng nữa.